Nếu các bạn đang cần kim cương hoặc mua Free Fire giá rẻ, uy tín, chất lượng thì hãy đến ngay với showmangakida.vn. Vòng quay gì cái gì cũng có, thiếu mỗi vòng quay trúng người yêu, nhưng có tỷ lệ quay trúng luôn cả chủ shop đẹp trai chim dài 1m2. Tất cả chỉ có tại showmangakida.vn. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira Mobile của mình. Và chào mọi người đã đến một video nữa về Free Fire. Hôm nay rất vinh dự là mình được cầm chiếc khẩu này một chút. Và thực ra là không phải là mình cầm, thực ra là nick của người ta cầm và mình chỉ sai ké thôi các bạn ạ. Nhưng mà nói chung là có được test con hàng này trước, đó là con hàng vào 1887 hy vọng. Cái tên chuẩn của nó thì như là vào 1887 hope thì phải. Thì là tên tiếng Anh thì nó cũng có nghĩa là hy vọng luôn. Thì khẩu vào 1887 hy vọng này nó là một khẩu súng mà vào 1887 được đánh giá là đẹp nhất từ trước giờ. Và thật sự nó đẹp thật. Mặc dù là chỉ số của nó thì hơi a đuổi một tí và nó cũng chả khác cái mẹ gì so với lại là khẩu thánh phòng. Nó là tăng sát thương với hai tốc độ thay đạn các bạn, và trừ đi đó là tốc độ di chuyển. Như vậy là khẩu này đi chậm hơn một tí, nhưng bù lại thì nó sẽ không bị trừ đi độ chính xác như kiểu là khẩu mà 1887 thánh phòng. Nên là chắc là khẩu này one shot sẽ chuẩn hơn. Và đặc biệt là khẩu này có quả hiệu ứng gọi là xuất hiện, nó phải gọi là vãi cả trưởng. Ôi, nó gọi là vãi là con trồn luôn. Wow. Công nhận khẩu này đẹp thật. Ngày trước thì thiên hạ đồn khẩu này là khẩu M1887 nâng cấp, nhưng mà thực ra về sau chúng ta đã biết được đó là khẩu nâng cấp là cái con rồng bị tiểu đường này, con rồng bị béo này, bị gan nhiễm mỡ này. Chúng ta đã có con hàng này là M1887 bình thường thôi chứ không phải là hy vọng, nhưng mà nó là skin súng huyền thoại. Hôm nay mình sẽ vinh dự được test con hàng M1887 hy vọng này ở nick game của tạ. Thì mình sẽ cùng đi test thử xem là khẩu này nó tăng hai tốc độ thay đạn giống khẩu Megapan thì nó có bắn ngon hay không nhá. À, với cả là trước tiên là nó sẽ cùng đi quay cái vòng quay này vậy. Nên bởi vì hắn nick anh game củ tạ thì có hết mẹ rồi nên chúng ta sẽ éo quay vòng quay này. Vâng, tất cả nói thật với các bạn là hầu hết mấy cái bộ này thì mấy bố trong gọi là đại lộ danh vọng có hết rồi, nên là khả năng là quay cũng éo được các bạn ạ. Nhưng mà mình phải phá trước kim cương của anh chứ, nhiều kim cương của anh nổi ra. Trời đất ơi, 7749 là 172.000 kim cương như này mà không cho nhau phá thì người ta lại bảo đây là kẻ sĩ đấy. Không sao cả các bạn ạ, cứ phá đi. Đằng nào là nick của ông, quay đồ cũng vào nick của ông chứ không vào nick của mình đâu. Đúng không các bạn? Đúng đúng. Các bạn nghĩ là nó có hợp lý không? Quay thử mấy cái khẩu lục để xem nó có ra không nào. Vâng, đéo ra rồi. Không sao cả các bạn ạ. Gì chứ, 172.000 kim cương, tiêu mất 2.000 kim cương thì ông đéo biết đâu. Tự dưng mà nick có giảm 2.000 kim cương đi á, thì ông ấy thắc mắc là ơ tại sao lại mất 2.000 kim cương đi nhỉ? Chắc không chắc cũng bấm nhầm tiêu cái gì đấy rồi. Đấy, ông không biết đâu. Sao tự dưng ông lại thấy bên trong nick có skin súng là súng lục. Mà nói thật với các bạn là hai khẩu lục này nên xài. Cho nên là tôi thì cứ quay đầu ông thôi. Ơ, thì khẩu lục ba khó ra thế. Đấy, ra rồi đấy. Em quay ra súng cho anh ấy ra, còn nó bị giảm, tự dưng nó giảm mất 3.000 kim cương. Em không biết gì hết à? Em không biết gì hết, em không tin. Ui, vãi cả cút các bạn. Là đầu tiên mình nhìn thấy cái ván ở đây. Bởi vì nói thật với các bạn là cái hôm mà mình làm quả video test thẻ vô cực ấy, thì mình lại quên không cài cái này vào. Tại vì mình đang dùng cái tàu lượn Skywing, nghĩa là mình cứ dùng cái tàu lượn luôn, mình không có dùng cái ván lướt nữa. Ui, quả ván lướt trông gì vãi cứt là nó là nguyên cái giày luôn. Ở rồi một ngày đẹp trời ở đấy, game Free Fire lại cho chúng ta lướt bằng kiểu Việt Nam cưỡi rồng bay trong chó. Việt Nam cưỡi rồng bay trong gió. Cưỡi chó sủa gâu gâu thì thôi, nó lại gọi là vãi trưởng các bạn ạ. Ôi trời ơi, em ơi, em chạy tranh à, em nhảy lên tranh nhà anh làm cái gì. Thôi thì không sao cả, nhà mình thì mình ở rồi, nhưng mà mình có một cái huyệt bên ngoài sân nhà thì mình chưa có để cho ai. Thôi thì mình để cho bạn nhá. Bây giờ bạn đóng nốt cái quan tài vào là bạn ở được rồi đấy. Mà ở trong đấy thì đảm bảo với các bạn luôn, không sợ mưa nắng ấy luôn, bất tử. Bởi vì làm đéo còn sống cái đâu mà chết. Ôi em ơi, hello em, chào em, anh đứng ở đấy từ chiều. Hello Yến nhá, định mày nói hình như bạn này vừa tên là Yến Củ Tạ thì phải. Vãi cả nồi, người yêu của anh game Củ Tạ thằng phách lại một à. Thì chúng ta sẽ cầm vào trong danh thường test các bạn, bởi vì là mình cũng tính test danh tử chiến đấy. Nhưng mà mình nghĩ là cái trường hợp mà tôi cầm khẩu vào tầm 887 này, tôi nghĩ chắc tôi cầm được 1-2 round là coi như nó xong game rồi. Nên là mình sẽ không thể hiện được nhiều, mình cũng sẽ không gọi là test được cái khả năng kéo tâm của cái khẩu quần que này. Chính vậy cho mình quyết định ra danh thường. Nhưng mà đính vậy nhà nó, nãy giờ mình tìm chưa thấy. Thôi thì mà 1887 mà tìm khó thấy, chúng ta sẽ cùng gọi là kiếm tiền. Sau này chúng ta sẽ đi mua nó ở tại các trung tâm mua sắm Vinmart chẳng hạn. Vâng, thanh niên tự dưng mình đang ngồi đây với em Trâm. Thanh niên kia lại ra gọi ơi kiểu mày làm gì người yêu tao đấy. Tao có làm gì người yêu mày đâu. Đấy, mày người yêu cùng mày ra sảnh chờ đấy chứ, ân ái gì thì ra ngoài đấy mà làm. Thì anh gà rán không còn gì xa lạ với các bạn nữa rồi. Vâng, anh chủ tập đoàn
hội công ty những người tôn vinh những người có tiền. Anh gà rán nà của chúng ta bảo rằng là chúng mày cứ có tiền thôi là sống vừa đẹp lại còn vừa mạnh nữa. Và thế là em hàng M1887 này nó lại chuẩn bị xuất kho nhập khẩu vào server Việt Nam. Thì mình nghe nói là vào ngày mai thôi, là ngày 5/6 thì nó sẽ ra mắt. Vâng, con hàng này nó phải gọi là đẹp vãi ở cứt là các bạn ạ. Riêng nói về độ đẹp thì nói thật với các bạn là cái khẩu này nó phải được 10 điểm. Bởi vì nó thật sự là nó là một khẩu M1887 đẹp nhất mình từng biết luôn. Cái màu xanh lá cây trông nó đẹp chưa kìa. Thề trông kiểu dính cứt bị táo bón lâu ngày, kiểu ăn nhiều rau xong rồi nó như thế đấy các bạn ạ. Theo như một nguồn tin vịt đáng tin cậy nhất Việt Nam thì mình cứ gọi là nói qua cho các bạn là sắp tới nó ra mắt 4 bộ đồ các bạn ạ. Đồ đẹp vãi nồi, mình không biết đồ này tốn bao nhiêu tiền và đồ này nó có đẹp kiểu như là hiệu ứng nó có ngầu loài hay không. Thì mình sẽ quăng 4 cái hình lên cho các bạn xem. Đó là bộ gọi là Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ nha các bạn. Là nói về 4 cái con gọi là tứ linh ấy, tức là 4 tứ đại linh thú đây, là con rồng xanh này, con hổ trắng này, con phượng hoàng lửa với cả là con rùa đen các bạn ạ. Thì nói chung là mấy cái con này thì nó quá nổi tiếng rồi, thì mấy cái bộ này trông đẹp thật sự luôn. Mà thôi các bạn, đang đứt tết em hàng màu 1887 hy vọng mà tự dưng lại nói về cái khác em dỗi đấy. À đây rồi, mục tiêu để tết và đam màu 1887 đây rồi các bạn. Không bắn bằng sờ ca, bắn bằng sờ ca như vậy là không xanh chín rồi. Đấy rồi, một tình huống ngồi lúc đầu. Ở kia, ôi dồi ôi, vai cả nồi cái tình huống đấy mà kéo không lên đầu được. Vâng, định mệnh nhà nó chắc chắn rồi các bạn ạ. Khẩu súng này nó cùi bắp rồi. Khẩu súng này cực kỳ là cùi bắp. Mình khuyên chân thành với các bạn là không nên mua khẩu này. Bắn quả đấy nó đứng im như thế mà bắn thế mà không phun đỏ thì chứng tỏ là khẩu M1887 hy vọng này là khẩu súng cùi rồi, súng sách rồi, súng này lừa đảo các bạn ạ. Được cái đắt tiền thôi, mạnh thì không có đâu. Thôi lên xe đi kiếm xem có bố con đứa nào dám ngồi đây quay lại chơi mình không. Vâng, thì à đây ơi, ui trời ơi, định mệnh cái đó. Mình cứ nghĩ mình tính bảo là đi cùng em khắp thế giới, đưa em qua biên giới, cầm tay em theo với, đưa em về lại với huyệt đạo. Định mệnh nó vác cả nồi ạ, nó kéo cái mà tôi mất nửa máu luôn, sợ thế. Hết cả hồn, một tình huống kéo tâm. Ui trời ơi, định mệnh cái đó, chúng ta làm lại nào. Một tình huống kéo tâm, hai tình huống kéo tâm. Ôi rồi ôi, vâng, những tình huống kéo tâm mà nó kéo xong cái thì đúng theo nghĩa kéo tâm luôn, kéo vắt bay vắt mẹ tâm luôn các bạn ạ. Nhưng không sao cả, vẫn là một tình huống headshot. Và đặc biệt thanh niên này có tên là DAG5LAY đấy chứ, vãi cả cứt. Đùa, thanh niên AG đệ 5 lầy là cái tên thôi là nghe đã thấy dân trời rồi. Yeah. Ui trời ơi, định mệnh nó vãi cả cứt thôi xong rồi. Đi mất con xe gia truyền của nhà họ Trần rồi. Định mệnh đó mình hay bị mắc xe vào mấy cái hòn đá này khi lao dốc cái nhở. Mà xe trong Free Fire nó cứ bị đụt đụt kiểu gì ấy, đâm xuống dưới đấy cái xong rồi nó éo cho mình lùi lại luôn các bạn. Ở bên xe bên ngoài á, kể cả dốc như thế nó vẫn lùi được nha bạn. Cái lùi nó vẫn đủ đà nha. Thề xe ở trong này đây là xe này là xe chưa được sơn các bạn. Không, mình có sơn rồi mà vẫn không ăn thua. Chắc đây là tại màu sơn này nó chưa chất lượng. Màu sơn chất lượng một tí là có khi nó cộng thêm 2 tốc độ di chuyển cho cái xe là chắc là nó đã là một câu chuyện hoàn toàn khác rồi các bạn ạ. Biết đâu xe lại có cả cộng tầm xa hay sao. Ô kìa, ô chơi không xanh chín này, chơi không xanh bật keo bịt kín người đấy bạn. Hello, mình chào bạn. Úi dồi ôi, một tình huống bắn rau ngã bật ngửa sau chồng chim lên trời, hận đời vô đối luôn. Nào, một YouTuber có tâm thì phải làm gì, review chân thực game minh về em hàng bao và tao sẽ phải hy vọng nào. Uầy, trông đẹp đấy các bạn ạ. Đúng là anh em ruột của Long Tộc có khác. Các bạn nhìn khẩu Long Tộc này. Thực ra thì khẩu Long Tộc nhìn trông nó cũng là ná. Ok, đấy, nó cũng màu xanh lá cây. Mỗi tội nó khác một cái là một khẩu chắc vài nghìn kim cương, còn một khẩu thì là 15.000 kim cương thôi. Nói chung là nó cũng khác biệt về cái giá cả và về cái gọi là nguồn gốc xuất xứ. Một khẩu thì nước sông, còn một khẩu thì nước cống. Chúng ta cùng test thì em khẩu này cũng cần phải thay đạn đâu các bạn nhá. Ui, thay đạn nhanh vai. À đâu, à đây, ui. Thay đạn nhanh nha, nói chung là đúng là tăng 2 tốc độ thay đạn có khác. Thay đạn nhanh ngang với khẩu M1887 One Fun Man luôn các bạn. Ok, làm quả gọi là cầm 2 khẩu M1887 luôn cho sợ chứ. Việc gì phải xoắn. Nào, để mình xem là thay đạn có nhanh không. Ui, thay nhanh vãi nồi các bạn. Kiểu bắn xong 2 viên cái thay đạn cái bắn tiếp luôn. Để cho nhanh cho nó dễ hiểu. Ôi ôi, một bãi chiến trường, một vụ thảm án ở đây chăng. Có một tình huống đốt xe các bạn. Ok, thì về vấn đề mini game đố vui thì ở trong video ngày hôm trước thì mình đã có đố các bạn là đố các bạn biết là bánh gì mà biết chuyển động. Thì đáp án chúng ta là bánh xe nha, khá đơn giản thôi. Một số bạn viết sai chính tả thì viết nhầm thành bán xe, nghe nó hơi buồn cười một tí. Có những dân chơi còn có cả quả, có bạn Yến comment là không hiểu tại sao em lại nghĩ từ bánh quẩy. Vâng, nghe từ bánh quẩy nó cũng hợp lý đấy.
Tại vì là quẩy nó không có ngồi yên đâu. Nên là anh nghĩ là nếu như mà em đưa đáp án là bánh quẩy thì nó cũng gọi là đúng ấy em ạ. Ok, thì năm bạn nào mà gọi là đúng và cũng như là đã may mắn trúng thì mình đã có đưa, gọi là mình đã có rep comment là em trúng rồi nha. Thì các bạn sẽ nhận được mỗi bạn đó là 250 kim cương nha, tổng là 5 bạn nha, là 1150 kim cương. Ui sổ ôi, là một tình huống gọi là one shot mà 187 nữa nào. Full đỏ. Cái định mạch nó vai cả nồi, nó có vàng kìa. Và đặc biệt nhất đây không phải là one shot, đây là two shot. Tôi nhìn trước mặt tôi có thằng rồi mấy ông ạ. Trước mặt tôi có thằng rồi. Ok được rồi, thì đấy là về vấn đề mini game ở trong video trước. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại là mini game ở trong video này nha các bạn. Ôi cái định mạch nó vai cả nồi. Cái gì đây? Úi trời ơi em ơi, nằm xuống đi. Ơ kìa, sao lại cứu người yêu thế? Để người yêu của bạn đi về nơi chín suối gặp các cụ đi. Ok, làm quen các cụ đi. Hello, anh chào em. Hello, em lại chào anh. Vâng, em chào anh, xong rồi anh lại chào em tiếp. Thì câu đố chúng ta hôm nay như sau. Đó là, đố các bạn biết, trên thế giới có rất là nhiều ngôn ngữ. Vậy, ngôn ngữ nào không phát ra âm thanh các bạn nha? Ngôn ngữ nào không phát ra âm thanh? Thì câu trả lời của các bạn thì các bạn sẽ trả lời kèm theo đó là ID. Và năm bạn may mắn nhất cũng trả lời đúng, các bạn sẽ nhận được đó là 230 kim cương nha. Câu này khá là khó đấy các bạn nha. Mình nhắc lại này, trên thế giới có rất nhiều loại ngôn ngữ. Nhưng đố các bạn biết ngôn ngữ nào không phát được ra âm thanh. Bây giờ thì các ngôn ngữ các bạn nói như ở ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Việt, ngôn ngữ Mỹ các thứ các kiểu thì các bạn đều cần phải gọi là nói ra đúng không? Nhưng mà đố các bạn biết ngôn ngữ nào các bạn không cần phải nói nhỉ? Dễ mà. Ai à, thằng này mất dạy thật, vô văn hóa thật. Không, mình nghĩ đây chắc là con gái rồi. Cái điệu mà kiểu nấp xong rồi sợ mà nhìn thấy nhân vật con gái này là tôi nghĩ dễ, đây là con gái chơi lắm. Thôi thì em đen lắm. Đã thế thôi các bạn ạ, nhường. Hung súng điện. Ai ôi, đi phải nó vai cả rồi, hình như là mình khi đi hơi quá rồi. Không sao cả, hồi máu, hung súng điện đến từ Tuyên Quang. Solo, yellow. Trời ơi, một tình huống kéo súng điện nó phải gọi là đi vào lòng đất. Nói chung là khẩu M1887 nó nhanh các bạn ạ, bắn đi kiểu không thấy đạn đâu đấy. Thực ra là nó cũng ngang cơ với lại là khẩu M1887 One Fan Man ngày xưa mà mình đã test rồi, hay còn gọi là Mega Fan đấy. Nói chung là cái khẩu M1887 nằm đâm đây với cả khẩu này thì nó cũng là bằng nhau các bạn ạ. Ok, thì có chắc là video của mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Nếu các bạn thấy thích các video của mình đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký và đừng quên là bấm cái chuông để không bỏ lỡ cái thông báo nào về kênh của mình cũng khi ra video mình rất là. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và xin chúc mọi người tốt lành, siêu kết, bye bye.